Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Hôm nay là ngày 18 tháng 4 2020 Chúng ta tiếp tục học tập Quý chí một đời Vãng sanh cực lạc quốc Học đến tập 101 nhưng Đức đọc một công đoạn Khai thị của Đại sư Ấn Quang Công đoạn này rất là hay Đại sư Ấn Quang Ngài Khuyên những người già Hoặc những người bệnh Nên nhìn thấu buông xuống Nhất tâm niệm Phật Đi cầu sanh cực lạc Mà lời khuyên này Ngài dạy chúng ta Nên phiên người thân mình Và cũng lời phiên này Mà nhắc nhở được nhiều người chúng ta biết dọn con đường đi của mình sạch sẽ để khi bất cứ thọ mạng đến với mình lúc nào thì mình nhẹ nhàng mình đi về thế giới cực lạc quý vị thiết tha khuyên người bệnh buông xuống hết thảy chỉ nhất tâm niệm phật nếu như cần phải giao phó việc gì thì phải mau giao phó giao phó xong bèn chẳng điếm xỉa đến nữa chỉ nghĩ ta nay sắp theo phật vãng sanh cõi phật tất cả sự giàu sang vui sướng quyến thuộc thế gian các thứ trần cảnh đều là chướng ngại thậm chí khiến ta bị mắc hại vì thế chẳng nên sanh một niệm quyến liếng vướng mắt đây là một đoạn ngắn ngắn tỏ khai thị việc hay khuyên chúng ta đã nhìn thấu buông xuống đã buông xuống rồi thì đừng nên lưu liếng dính mắt có những người niệm phật chúng ta tuy cũng biết niệm phật cũng biết tu nhưng còn nhiều việc mình liếng lu khỏi đời này quá vì nghĩ rằng cuộc đời mình thọ mạng còn kéo dài chưa có đến liền mình đâu có biết đâu quý vị có khi sớm mai hoặc là một chút hoặc tối hôm nay chừng vô thường đến bất tử nên người xưa mới nói một câu rằng ngày giờ quyết dứt liền thôi dứt chờ đợi cho xong biết chừng nào xong cái việc gì buông xuống được thì nên buông xuống đi. Việc gì dễ quyết thì nên dễ quyết đi. Có khi mình lo cho con cháu hoặc cho người thân hay cho đệ tử. Còn mình mình hỗ trợ cho nó để mà nó phát huy thì mình cho nó cơ hội để nó biết làm việc việc gì nó làm chưa được mình chỉ dạy nó khi mình còn hiện tại này còn nếu như mà mình còn lưu liếng mình còn dính mắt thì khó thế nào mà giúp cho người khác trưởng thành hoặc là mình đã giao rồi mà mình còn luyến tiếc dính mắt quá vậy thì cái nhìn thấu mình chưa buông xuống Tại vì nhìn chưa thấu phải nhớ Những đức lúc trước biết của vị này Thì cũng nghe Pháp Đại Lão Hòa Thượng Tịnh không Cũng muốn làm giống Đại Lão Hòa Thượng Tịnh không Của cái vật chất thì Không muốn giữ gì hết Nhưng điều hành người khác giữ gìn hoặc là để cho người khác giữ nhưng mà cái cán phía sau là người này điều hành và cầm hết như vậy thì không phải nhìn thấu không phải buông xuống Mà muốn mình nhẹ nhàng để tiện lợi Giữ gìn bằng cách khéo léo Hình thức thì nhìn giống hệt như là buông xuống Chứ thật sự thì không buông xuống gì hết Công đoạn này ăn tổ này khai thị rất là hay Đã giao phó xong bèn chẳng điếm xỉa đến nữa Câu này rất hay đó quý vị chỉ nghĩ ta nay sắp theo Phật vãng sanh khỏi Phật Tất cả sự giàu sang, vui sướng, quyến thuộc, thế gian Các thứ trần cảnh đều là chướng ngại Nếu nghĩ được như vậy thì chắc chắn rằng Công phu tu hành mình đắc lực Thật sự chỗ này là chướng ngại Nhiều người chúng ta cận tử nghiệp mà bị người thăng lôi kéo hoặc là phiền phức Hoặc là trở ngại đều do chính tâm mình vốn miếu. Tướng do tâm sanh mà Cái tâm mình vốn biếu nên bị Cảnh trần lôi kéo Nếu như tâm mình đã buông xuống được rồi Thì làm sao bị lôi kéo quý vị Tâm mình đã buông xuống Cái cõi trần này được mà mình nhất tâm mình niệm Phật Thì chắc chắn là có Phật lực gia trì Thì làm sao bị Cái trần cảnh lôi kéo Bị trần cảnh lôi kéo bị trở ngại Sự việc khi cặn tử nghiệp Là do chính mình còn vốn biếu Cái cõi trần Tuy hình thức trước mắt nhìn giống như buông xuống Thật sự thì việc gì cũng là dính Mà tu là tu từ ngay cái tâm Nhưng mà thật sự cái tâm cái gì cũng dính Vậy thì cõi trần này nhất định Nó đang buộc ràng chúng ta Chúng ta ti tu nhưng khó thế nào giảng sanh được Phải nhớ Nên những lời khai thị này của Ấn cổ hay Đặc biệt Việc bản sanh là việc rất quan trọng quý vị Phải nhớ đó Hãy được bản sanh thì sẽ siêu phàm nhập thánh Liệu sanh thoát tử Dần dần tăng tu ắt sẽ đạt tới viên thành Phật quả mới thôi Những sự lợi ích này lớn Vì sao mà Chúng ta phải giảng sanh về thế giới cực lạc Tâm nguyện này lớn lắm Về thế giới cực lạc thì Chấm dứt sự khổ đau cho chính mình là điều thứ nhất Và chúng ta ở thế giới cực lạc tu học Chỉ có tiếng không lùi Nương vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà Có thể đi mười phương khắp pháp giới Giúp đỡ những người mà chúng ta có duyên Năng lực đó, trí tuệ đó Bản lãnh đó có thể giúp được Và chỉ có tiếng không lùi Tiến đến chỗ nào, tiến đến chỗ thành Phật Thành Phật thì mới cứu độ được tất cả chúng sanh khổ đau. Mà đặc biệt là ở thế giới cực lạc Chúng ta chưa thành Phật Năng lực chúng ta cũng có thể đi độ sanh Mười phương khắp pháp giới Không khác gì Phật Một quốc độ thù thắng vô cùng Vì chúng ta giảng sanh hoàn toàn nương vào Nguyện lực của Đức Phật A Di Đà Và sự tiếp dẫn của Ngài Và chúng ta đi mười phương khắp pháp giới độ sanh Toàn bộ là nương vào nguyện lực Đức Phật A Di Đà từ nơi đó mà Chúng ta muốn giảng sanh về thế giới cực lạc là gì? Tất cả thân bằng quyến thuộc, tất cả chúng sanh mà mình có duyên. Mình ở quốc độ này, phàm phu như mình tuy cũng thật sự muốn giúp họ, nhưng mà không đủ trí tệ, không đủ bản lạnh. Khi đụng duyên cảnh sanh phiền não, có khi chúng ta lại bị họ lôi kéo lại. Nên ở cõi này chúng ta cũng hết lòng mình làm những việc gì mà mình có thể làm được giúp cho họ. Biết tu, biết niệm Phật, Người nào đủ thiện căn quốc đức nhân duyên thì phát tâm tu hành hướng đến chỗ giải thoát. Còn người nào đi được một đoạn đường ngắn nào thì tùy duyên họ. Chúng ta đừng có phan duyên đặt vấn đề nặng về họ quá mà chúng ta phải thành tâm tu hành đem tất cả những công đức nhân duyên gì mình làm được điều nguyện hồi hướng cha nghiêm tây phương phật tịnh độ quyết chí với về thế giới cực lạc về thế giới cực lạc đi tha phương pháp giới độ sanh mà mình không bị thối chuyện phải nhớ sự nhẫn nại của chúng ta rất là cao Khi người ở thế giới cực lạc Đi mười phương khắp pháp giới đi đậu sanh Không phải chúng ta chê cái cõi ta bà này quá khổ Mà chúng ta muốn về thế giới cực lạc Để hưởng niềm vui không phải Mà là vì cái năng lực của chúng ta ở đây Đậu sanh nó hạn hẹp quá Nên mình mới nguyện sanh về thế giới cực lạc Năng lực mà đi đậu sanh không khác gì Phật Mà chỉ có tiếng không lùi như vậy thì vừa cứu mình mà vừa giúp được người gọi là tự lợi và lợi tha vô cùng là thù thắng cái tự lợi và lợi tha ở thế giới cực lạc là đặc biệt nhất còn ở cõi này có khi mình hướng đến tự lợi quá thì người ta lại nói mình ích kỷ nhỏ mọn còn nếu mình hướng đến chỗ lợi tha quá thì cuối cùng bản thân mình chưa được gì nên chúng ta ở cõi này nói là tùy duyên những gì giúp được thì chẳng thật mà giúp Trong thời đại hôm nay Những phương tiện truyền pháp Là hữu hiệu nhất Có khi mình đâu có đủ duyên nói chuyện cho người ta nghe đó quý vị Thì mình có điều kiện có tiền Mình đặt máy mình thẳng cho người ta Bây giờ mới về những chiếc máy giọt nước Gọn vô cùng Trong đó gần 900 buổi Pháp nằm trong đó Âm thanh nó cũng hay mà nó gọn mà đẹp những chiếc máy đó Vừa đeo cổ vừa nghe Pháp cũng tiện lợi Chiếc máy V52 thì cũng nhỏ Nhưng còn bự hơn chiếc máy này nhiều lắm Chiếc máy giọt nước này nhỏ xíu gọn hơn Từ nơi đó mà dùng cái phương tiện này Để mà mình hoàn truyền Phật Pháp Hoặc là ở địa phương của mình Mình mở ra những cái vị trí mà để mà đặt máy giùm Mình không có mong kiếm lờ từ chỗ này Nhưng mà mình muốn Phật Pháp truyền rộng ra Thì cái phước duyên đó Cái việc làm ăn của quý vị nó sẽ tự phát triển đặc biệt lắm. Cứ đặt máy dùm lâu ngày Người ta đến người ta nhờ vì đặt dùm Những đức thường nhắc Đám cưới đầy tháng Thôi nôi Đám dỗ đám ma Tất cả những cái đám gì mình đều dựa vào cái đám đó để mà mình đặt máy mình tặng và tất cả những vị trí buôn bán gì mình đều có những chiếc máy đó để mình giới thiệu cho những khách hàng hoặc là quý vị buôn bán quý vị phiếu mãi máy nghe pháp mua những món đồ gì đó phiếu mãi máy nghe pháp dùng cái phiếu mãi là máy nghe pháp trong cái việc buôn bán kinh doanh đó Mình đều tính ra được hết Cái lời như vậy như vậy Và chúng ta chích một phần lời ra Chúng ta phiến mãi máy nghe Pháp Cho tất cả khách hàng Đặc biệt Từ nơi đó Cái cách tu phước này tuyệt Chắc chắn rằng cái chỗ buôn bán Mới bị thành đạt lớn lắm Tại vì cái phước nó lớn rồi Thì của cái vật chất Nó đến ào ào con người của mình làm ăn phát đạt là do cái phước nó dày chứ con người kia hết phước rồi có tính thông minh giỏi cỡ nào cũng không có gì chứ tiền vào trong tay cầm chưa nóng nó chảy mất tiêu hết chứ hoặc là tiền vào trong tay thì bệnh hoạn việc này việc kia đến không còn cắt còn khi người có phước rồi làm chơi năng thiệt nên những đức nghĩ ra cái cách cho quý vị là khuyến mãi máy nghe pháp và giới thiệu máy nghe pháp cho tất cả những khách hàng quen thường đến mua đồ chúng ta hay cách này đặc biệt hay có một cái cô này cổ cũng khá giả lắm cô nói rằng giờ ở nhà cũng buồn quá không có việc gì làm bây giờ con muốn kiếm cái gì nữa mà làm cũng không muốn lờ lớn cái gì nhưng đức nói rằng mở ra cửa hàng nhỏ nhỏ bán máy nghe pháp mà cửa hàng của cô bây giờ cô chuyên nghe những đức nói chuyện cô đặt cái tên cái cửa hàng là một câu ai vậy là Phật niệm đến cùng tại vì bây giờ nhiều người cũng nghe những đức nói chuyện họ cũng biết cái đề học này và cô đưa lên trên cái trang cô trên mạng giới thiệu máy nghe pháp của cô giống như là cô đặt từ đây và đèn bông sen và máy nhỏ những đứa ở đây giờ cũng đặt nhiều loại máy Cô cứ lấy lại rồi xong Cô cứ đưa ra Nó không cần lờ lớn gì Nhưng mà mình truyền pháp đặc biệt Còn gặp những người mà khó khăn nghèo quá tặng luôn Cô làm thử đi Rồi cô sẽ thấy đặc biệt Thí dụ những đứa ở đây Như đặt máy mà Ví dụ như 100 cái máy những đứa cũng có tặng Từ nơi đó Mình đâu có cần lờ lớn gì đâu nhưng mà mình muốn truyền pháp Cái việc này làm rất là vui vậy lai ra rất là vui Vừa tu được mà vừa kết duyên được Những đức thường khuyên rằng Quý vị đi đến đâu cũng vậy hết Trong vỏ lúc nào cũng có vài cái máy Nghe pháp Hoặc máy niệm Phật Gặp những người đi xin bán vé số Gặp những người què hoặc nằm ngoài đường Tặng đại cho một chiếc máy nghe pháp Dùng cái cách này để truyền pháp rộng khắp mọi người Vì những buổi chia sẻ của mình nó gần gũi cho tất cả những người khổ đau này Họ nghe được Phật Pháp đi để kết duyên cho họ đi quý vị Chúng ta sanh về thế giới cực lạc Thường nguyện trở lại thì nhân duyên của chúng sanh rất nhiều Sự độ sanh rất là rộng Cái gì cũng vậy Có gieo thì mới có gặp quả chứ Mình gieo nhân nào gặp quả nấy Bây giờ mình không gieo nhăn sao mà mai mốt giúp chúng sanh được quý vị Nên tùy duyên mà gieo duyên cho chúng sanh Đừng có đặt vấn đề cao đối với họ quá Họ chịu niệm được câu vật hiệu nào Thì lợi ích câu vật hiệu nấy thôi Còn riêng chúng ta này phải cố gắng kiên trì mà niệm Phật Phải tu nghiêm chỉnh Nên cái việc vãng sanh là việc rất là quan trọng Tất cả những công đoạn này là ấn tổ khai thị sự lợi ích như vậy hoàn toàn nhờ vào sự niệm phật hướng người niệm phật hộ niệm cho người là việc rất là lợi ích lớn người con đói với cha mẹ báo hiếu cho cha mẹ là giúp cho cha mẹ mình biết niệm Phật Hộ niệm cho cha mẹ Mới thật là chân hiếu Đối người thân Đối anh chị Đối với tất cả quyến thuộc chờm sớm Khuyên họ giúp họ niệm Phật Đây là chỗ lợi ích cho mình cho người những đoạn khai thị này của ấn tổ gần gũi và xác thực đều là khuyên niệm phật và hộ niệm cho người thân giúp cho người thân chỗ giúp mà rốt ráo nhất mà những đức thấy rằng là hơn 10 năm nay những đức gặp phật pháp quý vị chỗ giúp mà khuyên họ niệm phật Chúng sanh lạ lắm Lúc bình thường vậy Có khi họ chưa chịu tu đâu Nên mình đừng có ép họ Mình cố gắng mình niệm Phật Mình sống làm sao cho thiệt ăn lạc cho tốt đi Họ lúc mà làm ăn được Là như diều gặp gió Họ dễ gì tiếp nhận Phật Pháp Nhưng mà con người thế nào cũng dấp ngã Thế nào cũng có gặp sự cố cuộc đời Người thân của mình cũng vậy thôi Đến khi hết phước rồi Bệnh đau hoặc gì thì xảy ra với họ Quý vị phải nhớ rằng Phạm phu mình lạ lắm Khi gặp sự cố rồi lúc đó mới ôm chân Phật Còn lúc bình thường là không chịu đâu Thì lúc đó ôm chân Phật Phật từ bi Phật giúp đỡ Chúng ta là người học Phật Chúng ta học được cái hạnh của Phật dù là lúc trước họ có phỉ bán mình Họ có ghét mình, có chửi mình Nhưng mà sau này họ bệnh đau Họ khổ đau họ Muốn mình giúp đỡ họ Mình phải chân thật phát tâm giúp đỡ họ Dù họ chưa nhờ mình cũng giúp Đừng bao giờ ôm hận Mà không giúp Vậy thì quý vị không có tâm từ bi Quý vị biết rằng những đức ở trong chùa nè Chính là lo cho chúng trong chùa Mà những đức cũng đã gặp những trường hợp Khi họ vô chùa là họ muốn vô ở nhưng họ ở một thời gian họ không muốn ở họ chửi với mình xong họ đi có một bà cô đó bà chửi xong một thời gian bà đi quý vị biết rằng là khi bà ra ngoài đời lại không biết làm sao bệnh hoạn chân tay của bà sưng dù to lên đi không được nữa. xong bà kêu xe chở bà quay về cuối cùng lúc đó trên đà lạt trên phòng hộ niệm còn nhận thoải mái lắm thì bắt đầu đưa vô phòng hộ niệm hộ niệm cho bà khi hộ niệm cho bà những đức vô những đức thăm những đức hỏi han thì lúc đó bà nắm tay những đức mà nói rằng xin lỗi bà nói những lời bà hối hận những đức nói thôi lúc này cụ đừng có nói mấy chuyện này nữa chúng ta chân thật mà lo niệm phật thôi buông xuống đi bây giờ được cái duyên nằm trong đây là tốt lắm rồi cố gắng mà niệm phật những sự việc này Thời gian hơn 10 năm những đức đi tu gặp nhiều lắm quý vị Thì mình biết rằng Mình đến thế gian này Mình đã từng gieo nhân gì gặp quả báo nấy Dù mình giúp người ta Mà bị người ta chửi mình Thì cái này là cũng là quả báo của mình phải trả Mình đã từng gieo nhân như vậy Mình đã từng quên ơn bội nghĩa như vậy Thì bây giờ người ta đến nó đòi nợ mình thôi Nếu mà mình bình tĩnh Thì sống ở cõi đời này Mình cũng không có biết giật mình lo sợ đâu Tại vì sao gì Mình biết cái nhân cái quả rõ ràng Tại sao những người xưa người ta tu hành Người ta thường bình tĩnh lắm Đệ tử khi mà Chạy lăng xăng lo lắng Việc này việc kia là tự nhiên người ta nói Đừng có nên lăng xăng Cái tâm như vậy Bình tĩnh Việc gì đâu còn đó bình tĩnh Mình thấy người ta bình tĩnh lắm quý vị Là những người này Đối với nhân quả người ta tin sâu sắc và đối với cảnh viên cái gì cũng phải từ tốn Cái đầu óc nó bình tĩnh thì mới tính ra được những sự việc giúp người tròn vẹn Còn nếu như mình là người tu mà gặp sự cố gì mình hối hả Hoặc gặp người bệnh đau, gặp người sắp sửa mắt Mà mình hối hả cái tâm mình vậy là Cái nghĩ của mình nó thấp kém, nó không thể nào giúp người ta được Quý vị nhớ đó Hồi sáng này gặp một cái cô này Cô cũng thường đi đến chùa của Tú. Mấy ngày nay Tự nhiên cái chân của cô nhức nhức Vô cùng nhức mà giống như là Ai lấy cái cây gì mà đâm vô xương Ở bên trong của cô nó, nó đau kỳ cục lắm Giống như là ai lấy kim hay lấy cây gì Chọt vô trong xương Trong tỷ xương gì trọng nó đau vậy đó Đau lạ kỳ lắm Xong đi đến bệnh viện chăm cứu hay là chạy điện gì đó đi, Xong về tối lại trời ơi, nó còn đau kinh khủng nữa. Nó quá đau à. Thì lúc đó tự nhiên cô nhớ lại những đức đã từng chia sẻ Phật Pháp cô nghe. Nói những lời chưa tổ dạy niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp. Kiên thành sẽ chuyển được phàm tâm. Bệnh nhớ đến. Đã nói rằng nhất quá ngủ không được. Lúc thì ngồi lên lúc thì nằm xuống. Nằm ngồi gì bây giờ bà cũng niệm Phật tay bà cứ so so Ngay cái chỗ đau đó Bà cứ a di đà Phật a di đà Phật Bà thanh tâm bà niệm còn đêm ngủ cũng được bà niệm tới cùng luôn Mà cũng nghe những đức nói chuyện Cái tâm bà nói lúc đó tự nhiên con dịu cái tâm lại Con niệm xong con dịu cái tâm lại Chứ cái bữa mà đau kia đó Thì con trong buổi sáng đi bệnh viện Con niệm Phật không nổi Thì cái tâm con nó khó chịu với cái chỗ nhất này Mà càng khó chịu thì nó càng nhức Nhiều thêm mà họ tối niệm Phật so so nó, Tự nhiên cái tâm nó không khó chịu Thanh tâm mà niệm Phật Tự nhiên niệm Một chút sao ngủ quên Ngủ được có một chút không ngủ nhiều Sáng thức dậy tự nhiên sao cái chân nó nhẹ Nó không còn đau nữa Thì cô gặp những đứa cô nói rằng Thôi con hiểu rồi Cái đau của con là Cái nghiệp quả của mình Bây giờ con không đi bệnh viện nữa thành tâm niệm Phật có thấy niệm Phật có kết quả lớn. Đó vì thế không. Đây là người thật việc thật rõ ràng. Từ nơi đó mình mà niệm Phật, mình phải tin Phật, mình niệm Phật mình phải tin nhân quả. Khi gặp bệnh đau rồi tiếp tục mà niệm Phật, đây là lời tổ cũng dạy như vậy. Nó có thể tiêu trừ tốt nghiệp cho mình mà tăng thêm tính tâm niệm Phật nương vào Phật nếu khi thọ mạng đến thì cũng nhờ cái tâm này mà được Phật tiếp dẫn mình về thế giới cực lạc cái cõi đời này khổ quá rồi quý vị ơi sống ở cõi đời này nó đâu có cái gì mà tồn tại đâu quý vị nên đối với người thân của mình mà mình giúp cho họ biết niệm Phật mình trợ niệm cho họ làm người con hiếu thảo này là tròn vẹn dữ lắm nên ấn thổ cái thị cái đoạn này nè sự lợi ích như vậy hoàn toàn nhờ vào sức trợ niệm của quyến thuộc có thể làm được như thế mới là chân hiếu đối với cha mẹ mới thật là chân để đối với anh em trai chị em gái mới thật là chân từ đối với con cái mới thật là chân nghĩa chân huệ đối với bằng hữu và đối với mọi người dùng những điều ấy để buông bồi cái nhân tịnh độ của chính mình khơ gợ lòng tin tưởng của những đồng nhân lâu ngày chày tháng đâu có khó gì mà chẳng tập quen thành lề thói cho được nay tôi sẽ trình bày từng điều một để chẳng đến nỗi có những điều không thích đáng lúc lâm chung vậy Ăn tổ mà khai thị vậy Có nghĩa là đối với tất cả thân bằng quyến thuộc Phải giúp đỡ họ Biết niệm Phật Và khi thọ mạng đến Cơ hội đủ duyên phải chân thật giúp họ Hộ niệm Đây là tròn vẹn Cái đạo làm người đặc biệt vô cùng Nếu làm con thì Vô cùng là tròn vẹn hiếu với cha mẹ Đối với anh chị em Thì Cái đạo này mình cũng tròn vẹn Đối với thăng bằng quyến thuộc Đối với huynh đệ Mình cũng tròn vẹn Niệm Phật giúp cho họ giải thoát Đây là đặc biệt nhất Đến cái khỏi đời này Sống chỉ mấy chục năm Sanh không mang đến chết không mang đi Gieo duyên Phật Pháp Cho người biết được là đặc biệt Những đức thấy rằng Cuộc đời những đức vì sao mỗi ngày Nó bình yên vô cùng Mà lạ lắm quý vị ơi Khi mà làm việc gì mà bình yên ấy, Nó thành tựu đặc biệt lắm Mà nó cũng không có nặng nề cái chuyện mà thất bại hay thành tựu luôn nữa tại vì mình cứ thành tâm mình niệm phật niệm niệm vì người làm việc vì người thôi thì mình cứ chăng thật hết lòng mình làm thôi thành bại đều là duyên phước cứ làm được thì chăng thật mà làm thôi có những người chúng ta khi làm việc gì mình đặt vấn đề thành công sợ cái việc thất bại thì cái tâm này là tâm phàm phu lắm thường bị sanh phiền não lắm mình phải nhớ rằng tất cả việc gì cũng vì chúng sanh mà mình làm Vì thì cái chuyện thành bại đừng có đặt vấn đề nặng nề quá Mà mình nó thành tâm mà niệm Phật Phải nhớ phải thành tâm niệm Phật Vậy thì cái tâm mình mỗi ngày nó an lạc bình yên vô cùng Đại lão và Thượng Tịnh Không ngày giảng thiết này nói rằng là Mỗi một con người chúng ta ở cõi đời này Quý vị tính vào cái việc quý vị có phước hay không có phước Thì quý vị sẽ nhìn nhận chính cái tâm quý vị, quý vị sẽ biết một con người mà thường ngày lo âu rầu rĩ đủ thứ chuyện mà không chịu niệm phật thì người là người không có phước dù là họ có tiền nhiều có danh lớn vẫn không có phước mỗi ngày họ làm nô lệ cho đồng tiền cho cái danh tâm họ mỗi ngày bất an lo âu nghĩ ngợi đủ chuyện sợ người ta lấy cái này của họ sợ người ta giật cái này của họ sợ người ta lừa gạt họ cái này kia họ nghĩ đủ cách đây là người không có phước mà làm nô lệ cho vật chất và cái danh còn hạng người có phước là mỗi ngày sống rất bình yên Sống bình yên vô sự Sống không lo âu, sống không nặng nề Có việc thì chẳng thật làm Không có việc thì thôi Bình yên vô sự Người ta có lấy của cải của họ Người ta có lấy cái gì của họ Họ vẫn luôn luôn bình yên vô sự Vì sao? Vì họ hiểu cái cõi đời này Ai mà lấy cái gì được của ai Đủ duyên thì đến hết duyên thì xa Những người mà đi chiếm đoạt của cải người khác là do những người này họ không hiểu mà đại lão ở thực tỉnh không giảng tiết này nói rằng những người này làm cái việc đáng thương vô cùng của cải vật chất làm sao mà lấy giật giành được trong mạng có mà đi giật dành làm gì trong mạng không có giật giành vào tay mình cũng đâu có được phải, quý vị phải tin chỗ này chứ cũng như những đức nói những cái câu chuyện mà chính lời giảng của Cao tăng Đại Đức chỉ dạy mình mình nói lại thôi. Như người này đi ăn trộm của người ta. Nếu như trong mệnh người này mà không có cái số tiền lớn hơn số tiền ăn cắp đó thì làm sao người này lấy được? Nên người này đi ăn cắp của người ta là kẻ đáng thương. Vì họ lấy được của này mà họ tổn phước trong mạng họ quá nhiều. Trong mạng họ đã có rồi Dù họ không lấy sớm muộn gì cũng có Mà họ không bị tổn phước Còn cái này họ đi ăn cắp của người ta Nên tổn phước quá nhiều mà lấy được của này Còn người chúng ta không hiểu Khổ thêm tiếp tục là khi bị mắc của Mình lại chửi mắng tức tối Đi tìm người lùng kiếm Để lấy lại Vậy thì tiếp tục là người khổ đau nữa có những người mắc của rồi kêu gào khóc lóc la lối um sùm chửi mắng quá trời luôn tạo thêm nghiệp trong mệnh mình nó đã còn của này ai mà lấy được dù là họ có lấy trước mắt đó đi chăng nữa chứ cái phước trong mệnh mình nó đâu có mắc chút nào đâu nó mắc cái này nhưng mà nó có cái kia còn nhiều hơn còn nếu như trong mệnh của mình nó đã không có cái này thì bị người ta lấy hoặc là mình đã từng ăn cắp của này của người ta bây giờ đến lúc người ta lại lấy của này lại của mình. Nhân nào quả nấy không sai chạy vào đâu. Nên trong kinh Phật mới dạy là muốn biết nhân đời trước thì xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau thì xem cái nhân đời này. Rất rõ ràng. Nên người học Phật chúng ta nhắc nhở nhau vừa niệm Phật mà vừa hiểu nhân quả. Như vậy thì cái tâm mình tâm bình khí hòa, sống thường vui, sống thường bình yên. Sợ chi người ta ăn cắp của mình Sợ chi người ta lừa gạt mình quý vị Phải tập như vậy đó Nhân quả mình đã tin rồi Như vậy thì mình cũng tin niệm Phật là nhân Thành Phật là quả Tất cả những cái nhân nào là quả nấy như Vậy thì cái nhân niệm Phật Làm gì không thành Phật Nhưng thù thắng nhất là niệm Phật là nhân Thành Phật là quả Nên câu vật hiệu này niệm đến cùng Quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc phải nhớ Quý vị muốn chấm dứt sự khổ đau Và giúp được tất cả những người mình có duyên Thì phải quyết chí về thế giới cực lạc mới được Phải nhớ đó Những buổi học tập này nhắc nhở mình nhiều cái hay lắm quý vị Nương vào lời khai thị quán tổ học tập Văn tự dễ hiểu Có thể làm được Mọi người chúng ta nên chân thật chung tay với nhau Để truyền pháp môn tịnh độ hết lòng nhiệt tình cả đời của mình truyền Phật pháp bằng nhiều phương diện. Quý vị nên cố gắng lên. Công việc gia đình, công việc làm ăn mình vẫn sống bình thường nhưng đừng làm việc gì ác. Nhưng cái tâm của mình giờ giờ khắc khắc muốn giới thiệu pháp môn Tịnh độ. Đủ duyên là không bỏ, dù nói chuyện với một người Niệm một câu vật hiệu Chào họ cũng là Muốn truyền pháp môn tịnh độ Cho họ nghe câu vật hiệu dù một lần Có cái tâm như vậy Thì cuộc đời quý vị thường có phước đặc biệt lắm Nhưng người nào không nghe chửi mình tùy duyên Chúng ta cũng niệm lại một câu a di đà Phật Phải nhớ Quý vị cố gắng nha quý vị Những đức tử ở trong chùa cũng cố gắng Quý vị ở ngoài đời Làm tất cả việc gì quý vị cũng phải cố gắng niệm Phật Chúng ta cố gắng đi Để khi bỏ báo thân này mình đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha và ai chưa đọc phòng nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả để từ chung sanh đồng sanh về tận ái độ